Chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại America Channel. Hôm nay em America sẽ review về một mã cổ phiếu hàng không. Tại video này chúng ta sẽ nói tới cái tính khả thi về diễn biến giá thể hiện thông qua đồ thị. Đây cũng là một mã nằm trong VN30, chính là Vietjet Air, công ty cổ phần hàng không Vietjet, với mã code là VGC. VGC. Hiện tại khi mà chúng ta nhìn thấy thì doanh nghiệp này đã lên sàn từ tháng 3 năm 2017 và có một sự điều chỉnh tương đối là mạnh mẽ. Đây, và doanh nghiệp này đã có một sự tăng trưởng thần tốc vào tháng 8. Liên tục tăng trưởng và đạt mốc cao nhất là giá 186,8. Đấy là cái vùng giá cao nhất. Và hiện tại thì cổ phiếu này đang có một cái mốc mốc cản chen số 4 ở giá 141,6. Thì khi mà vượt qua được cái mốc 141,6 này một cách dứt khoát thì thị trường khả năng sẽ lên được vùng 155 145 155. Đấy là các cái mốc mà Vietjet Air có thể đi, mà mình cần phải chú ý, tức là vượt mốc 141,5 này và sau đấy vượt qua được 145,5 thì cái khả năng lên được 155,155 là khả thi rất là cao. Và tại cái vùng 155 này có thể sẽ xảy ra một vài phiên chỉnh từ 3 đến 4 điểm, và trước khi tích lũy để trước khi nghĩ tới các cái mốc tiếp theo. Đấy, thì hiện tại chúng ta chú ý, mình quan sát xem là cái diễn biến của mã này đối với mốc 141,6 như thế nào. Đấy, và sau đấy mình mới quyết định gia nhập. Còn nếu mà mình mua ở những nhịp pullback thì có thể cân nhắc mua khi mà giá tiệm cận tới vùng 135 như là 137 gì đó thì chúng ta có thể mua và stop loss ở ngay cái vùng 135 hoặc 134, thì cái đấy tùy vào cái khẩu vị của anh chị và các bạn. Nhưng mà kể cả khi mà thị trường nó có quay về mốc 130 á, thì vẫn chưa mất được cái tính tích cực của đồ thị. Đó là đối với VGC. Khi mà chúng ta ở vùng này thì chúng ta sẽ cân nhắc stop loss ở vùng 130 khi mà bị thủng 130, 129 phẩy mấy, 129,5 thì cả nhà chú ý nhé, để tránh việc là mình không kiểm soát được cái rủi ro khi mà mình gia nhập thì chúng ta sẽ chờ mua ở những cái vùng hỗ trợ như là vùng 135 này. Và nếu mà rơi xuống cái vùng đệm sideways này thì chúng ta cũng có thể cân nhắc mua ở giá 131. Đấy là trong kịch bản xấu. Còn trong kịch bản hiện tại thì VGC chỉ đang dao động ở mốc 135,6 tới 141 thôi. Chờ bứt phá qua cái chen giảm này. Chen giảm thì VGC có thể đi dễ dàng hơn. Là cái giai đoạn mà từ 141 tới 135, giai đoạn pullback á, thì VGC đã đi như vậy tầm khoảng được 1 tuần rưỡi rồi, là đã tích lũy 1 tuần rưỡi rồi, và có vượt hay không thì chúng ta sẽ chờ như tuần tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã chú ý lắng nghe.